Rất vui được gặp lại các bác và anh em trong clip ngày nay. Đó là clip giới thiệu về những bộ pin nạp nhập khẩu nguyên khối, nguyên chiếc đến từ thương hiệu Energizer. Khi nhắc về thương hiệu Energizer, có lẽ anh Nguyễn không cần phải trình bày nhiều đúng không ạ? Bởi vì nó quá nổi tiếng về chất lượng của nó rồi. Thì trong clip này, anh Nguyễn chỉ giới thiệu là quá hàng về. Thì đây là một trong những dòng pin rất phù hợp cho các bác hát karaoke trong gia đình, phòng hát và sự kiện. Chỉ cần một đôi pin thôi, khi mà các bác hát karaoke nó sẽ bền điện được khoảng 10 tiếng đến 14 tiếng tùy theo dòng mic mà các bác hát. Ví dụ như dòng mic mà ăn ít pin thì các bác phải hát đến liên tục nhé, hát liên tục ấy nó phải rơi tầm 10 đến 12 tiếng thì các bác mới phải bỏ pin ra và lạp lại. Thì dòng pin này nó có tác dụng là khi các bác hát hết pin ấy thì bác lại tra vào cốc lạp cắm vào, trong vòng 8 tiếng thì nó tự đầy và ngắt. Khi pin đói tra vào cốc lạp ấy thì nó sẽ có màu đỏ, và khi lo điện nó sẽ có màu xanh. Thì em nhập về là nhập hàng chính hãng nhé, hàng của em là chính hãng đấy, nhập về nó còn như này nhé. Này thì em đã dán hàng chính hãng rồi, vậy quá an tâm. Dung lượng cho một quả pin này là 2000 mAh, nó là ampe thật bác nhé. Đấy, với dòng Mixua thì bác hát được 10 tiếng liên tục, khoảng 10 tiếng mới hết pin đối với hai quả pin. Và đây là mã sản phẩm này đấy, và ngày tháng này, ngày tháng năm đầy đủ hết đấy, bao hàng hành hãng thế này nhá. Và nó dạch cho bác xem này, nó sẽ bọc lót cẩn thận như này. Bên em chủ yếu là hàng hãng ạ, hàng hãng thì cái lợi nhuận không cao, nhưng mà khi bán hàng bạn nó an tâm lắm, nó an tâm, nó bền và nó đẹp đấy. Thì một cái hộp này nó có tất cả là 5 bộ pin nhá, được xếp một cách cẩn thận. Và mỗi một cái hộp mà được xếp cẩn thận này rồi, nó lại chèn cho các bác một cái giấy mềm ấy để tránh va chạm. Này cái giấy mềm này, thấy chưa, nó rất là đẹp đúng không? Thì giá cho một bộ pin này bác nhé là 500.000 đồng. Và cái độ bền của pin này ấy, nếu như các bác dùng ấy, nó rơi vào độ bền ấy nó khoảng tầm được 35 đến 55, và do mình nạp ít hay nạp nhiều. Theo công bố của nhà xuất ấy thì một cái quả pin này các bác nạp được 2.100 lần thì nó mới hỏng luôn nhá. Đấy, và đặc biệt khi mà nhà máy người ta combo ấy, cả lạp cả pin thì bao giờ nó cũng chuẩn, bởi vì là cái pin nó không bị đói điện nhá, nó không đói điện. Ngày xưa thì em cũng có bán những cái dòng lạp rời ấy, nhưng mà em thấy đấy, chất lượng nó không tốt thì em bán được có một ít em thôi luôn, em không làm nữa. Đấy, cả một bộ pin này mà này nhập khẩu về nó nguyên vỉ nhá, nguyên vỉ này chỉ có 500k thôi, 500k. Bác làm phòng hát thì cứ lạp đấy là hát hết đêm luôn đấy, sáng sau lạp lại lại đầy đầy xong lại bắt đầu dùng tiếp, rất đẹp bác nhá. Chỉ có 500.000, và một dung lượng cho một cái quả pin này nó chứa được 2000 mAh, nó là pin thật bác nhá. Đấy, và các thông số này đổi này, này lo nó sẽ có màu xanh này, khi mà lạp lo nó có màu xanh này. Và khi lạp bác nhá, bác nhớ em này là bác quay tất cả dương lên trên này, lên trên nhá, còn âm ở phía dưới. Thế nhiều bác mua cái này nhà em về đấy, khi lạp ấy tra cái pin này vào cũng lạp ấy là bị ngược bác nhá, bị ngược, như vậy là không lạp được. Thứ hai là bác sẽ lạp em 4 quả liền, đóng 4 quả liền vào để lối cầu với nhau. Và trong cái cốc lạp này nó sẽ gắn cho bác một cái dây bóng để ngăn pin nó làm này. Khi bác tháo ra thì bác phải bỏ cái dây bóng ra, và cái pin lạp này gần như không có lỗi. Hôm trước em bán bác một cho bác Minh một cái bộ lạp thì bác bỏ lỗi, nhưng gửi về này em lại bán tiếp, nó không lỗi gì đâu mình nhá. Bác chú ý này, ổ cắm ấy, bởi vì cái ổ cắm này ấy, cái phích của em là phích cắm tròn, nếu như bác cắm vào những cái ổ điện ấy nó không có cái lỗ chặn đấy thì nó sẽ lọt xuống, nó sẽ không vào điện, hoặc là lỏng quá nhá thì không vào điện thì cảm giác là nó không là hỏng, nó không phải đâu. Và mã vạch đầy đủ này, đơn vị nhập khẩu này rõ ràng chi tiết, pin của Mỹ nhá, thương hiệu của Mỹ, em nhìn chưa,
rất là đẹp. Đơn vị sản xuất rõ ràng. Thế bên em bán là có nguồn gốc nhé. Và em bán này rất là chạy và nhiều bác ủng hộ. Cái này chỉ phục vụ các bác hát mic không dây đấy. Rất là tốt luôn. Khi mà bác lắp cái pin này vào ấy, trong mic không may bác có quên thì nó không bị chảy nước. Đặc biệt các bác dùng pin con thỏ ấy, khi hát hết ấy, hát kiệt ấy, mà bác để pin vào trong tay mic ấy, chỉ vài hôm thôi, lập tức nó sẽ bị chảy pin. Cái axit là ra tay mic sẽ hỏng cái mic. Nhưng với dòng này các bác không lo nhé, không mở lo. Nó hết điện thì nó sẽ không bị chảy, bởi vì cái lớp bọc vỏ ngoài nó rất là chắc. Thứ hai là khi bác dùng những dòng mic, dòng pin nạp này, thì bác hát ấy, bao giờ cái điện nó cũng đẩy hơn, sóng của mic khỏe hơn, và bao giờ chất âm nó cũng hay hơn với những dòng pin rẻ tiền mới nhá. Thứ hai là khi bác dùng này thì bác đã đóng góp một phần trong vấn đề bảo vệ môi trường. Ví dụ như các bác mà nghiện karaoke mà bác mua những dòng pin rẻ tiền ấy, thì một buổi tối bác có thể dùng hết là 4 đôi cho hai tay mic nếu như hát tầm khoảng 4 tiếng liên tục. Nhưng với dòng pin này bác hát cứ 10 tiếng liên tục, 12 tiếng, 14 tiếng tùy theo dòng mic, không hết pin. Hết rồi bác lại lắp vào cái cốc lạp này, cắm vào điện 8 tiếng nó sẽ đầy, lo pin luôn mà tự ngắt, không sợ hỏng pin nữa nhá. Đấy. Khi mà em xếp hàng ấy là em sẽ gửi luôn đi. Bên em không test bởi vì nó quá chuẩn này. Chưa gặp trường hợp là bị lỗi nhá. Chưa gặp trường hợp là bị lỗi. Và em để nguyên xin này gửi cho các bác về tự tay các bác bóc ra và dùng. Và các mua về bác dùng được ngay nhá. Khi dùng hết pin bác sẽ nạp cho em, tự động nó sẽ khi nạp vào nó sẽ tự đầy, đầy tự ngắt, không sợ lo. Mà không làm nữa thì bác rút cái cốc này ra. Đừng có cắm ổ điện, không may mà sấm sét nó nhiễm nó chết. Nó phí cốc lạp nhá. Những cốc lạp mua ngoài ấy, nó không có tốt này đâu. Nó không tốt đâu, bởi vì một nó khác về dòng. Thứ hai là cái cơ chế hoạt động nó sẽ khác, nó không bằng cái hàng xịn sò này đâu nhá. À, giá cho một cái bộ này là 500.000 bao ship, không một cọc quá nhá. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em là số điện thoại 0936 583 140. À, cam kết hàng nhập khẩu chính hãng luôn nhá. Đấy, chính ngạch luôn. Anh Nguyễn chào các bạn.